Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái đồ án là đọc nhiệt độ LM35 kết hợp với hiển thị cùng với lại thời gian thực. Thường thường thì nó giống giống như một cái lịch vận niên các bạn, nhưng mà cái này là mình hiển thị lên LCD, còn lịch vận niên thì người ta sẽ hiển thị lên cho led 7 đoạn. Thường thường là lịch vận niên, nghe tới lịch vận niên thì người ta là hiển thị led 7 đoạn. Đồng thời á thì đối với lịch vận niên nó sẽ có âm lịch, còn cái này nó vẫn chưa có âm lịch nha các bạn, tại vì 10 bơ cái này chưa có đủ có âm lịch, còn những cái đề tài sau rồi mình sẽ có âm lịch cho các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi review các cái linh kiện chính đối với các cái mạch này nha các bạn. Đầu tiên á thì các bạn sẽ thấy một con LM35. Cái con này á nó đo nhiệt độ về và tín hiệu trả về của nó là analog. Các bạn phải lưu ý nó là analog nha, các bạn đừng cố gắng đi đọc số. Cái thứ hai á là cái loại này nè, khi các bạn mua thị trường thì nó sẽ có hai hình dạng khác nhau. Cái hình dạng đầu tiên là cái LM35 giống vậy. Cái hình dạng thứ hai là giống như thế này nè các bạn. Nhưng mà thường thường thì mình sẽ mua được cái loại giống con trai to như thế này thôi. Còn cái loại này đó, nó khó mua được, ít mua. Có nghĩa là gì? Khi mà cái con LM35 này nè, nó cái hình dạng như thế này á, thì người ta sẽ dùng để người ta đo cái nhiệt độ của một cái tấm tản nhiệt là chủ yếu. Người ta dán cái miếng bề mặt này lên cái tấm tản nhiệt luôn. Đó là cái loại LM35-2 sử dụng nhất trong cái chuyện đó. Các bạn đừng có bây giờ thắc mắc là tại sao người ta là không dùng luôn loại này mà người ta chế tạo loại này để làm gì? Vì người ta sẽ biết được là gì, mỗi người dùng á nó sẽ có một cái công dụng khác nhau. Nhớ là người dùng sẽ có một cái công dụng khác nhau. Rồi cái tiếp theo thì đối với cái con LM35 này nè, nếu các bạn mua loại thực sự tốt nha thì các bạn cấp giải hoạt động của nó là từ 3,3V cho tới 12V nha các bạn, mình nói nhầm, 3,3V cho tới 12V. Và đặc biệt là các bạn không nên mua cái loại nhỏ hơn 20.000. Cứ không được, không nên mua những cái loại như vậy. Mình khuyên các bạn như vậy thôi. Nó khi mà các bạn mua lưới 20.000 á, các bạn đọc về nó nhảy tầm bay tầm bạ, không có đúng gì hết. Thì cái loại này mình mua 35.000 nè, nó sẽ tốt hơn và khi các bạn đốt nó sẽ không có sợ chết. Còn cái loại mà cỡ 20 mấy nghìn các bạn đốt nó cũng chết nha. Các bạn phải lưu ý như vậy. Tiếp theo mình sẽ nói sơ về cái cảm biến cái con này. Con này là cái con thời gian thực. Ở đây thì mình không có dùng IC, IC cắm thì nó giống như thế này nè, giống như con này, nhưng mà ở đây mình không dùng IC tại vì mình hết chỗ rồi. Nên mình dùng cái module. Thì cái module với lại cái IC nó cũng y chang nhau. Thì các bạn để ý trên cái IC nó module nó sẽ có hai loại nè. Là ở bên này á là có một cái con EEPROM. Nhưng mà ở đây mình không dùng gì bên EEPROM cả, tại vì EEPROM với lại I2C là nó cũng đọc I2C mà cái con này cũng đọc I2C nên người ta tích hợp luôn. Cái thứ hai các bạn sẽ thấy một con thạch anh là con thầy là 32768. Hạt nha các bạn, nó để nó tạo ra xung một hạt cho cái con DS1307. Ở đây mình dùng thời gian thật là DS1307, nhưng mình mới vừa nói là nó giao tiếp bằng chuẩn I2C đối với vi điều khiển. Các bạn phải lưu ý chỗ này. Ở đây nó có cục pin CMOS. Cái cục pin này á, khi mà các bạn, ví dụ mình đang lấy ra như nè, thì lúc này nó đang đếm. Cái cục pin này nó lúc này nó sẽ nuôi cho cái con này nó đang đếm trong đó. Và nó nuôi đến một khoảng thời gian nào, nó cứ nó nuôi miết đến đếm, đến khi nào mình cấp điện thì nó sẽ, con này nó sẽ lấy điện nó đưa vào vi điều khiển. Ở đây mình có một con vi điều khiển F16F877A. Các bạn cũng có thể dùng 887, không nhất thiết dùng 877A nha. 887 cũng được. Nó để nó lấy, nó giao tiếp với chuẩn IAC và nó giao tiếp với chuẩn analog để nó lấy hai tín hiệu con này vào. Ở đây mình có một cái LCD 16 x 2, mình nói nhầm. LCD 16 x 2 tức là nó sẽ có 16 cột và 2 hàng. Nó hiển thị giá trị nhiệt độ và giá trị thời gian thực lên. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cấp điện để mình test cho các bạn xem nha. Lẽ ra cái này mình muốn dùng báo thức nữa, nhưng mà mình thôi cái để những cái đề tài sau. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa cái điện này vào. Cái này mình chưa có hàng nên mình phải cắm đỡ như thế này. Cái này mình dùng cái cục nguồn là 5V 3A. Các bạn cũng có thể, cái mặt này các bạn dùng đơn giản chỉ cần 5V 1A cũng chạy rồi, không có nhất thiết phải 3A nha. Mà thôi mình có cục A 5V 3A mình mua cấp luôn. Mình cấp vào. Các bạn thấy nó hiển thị nhiệt độ ở đây, tại vì á các bạn khi mà các bạn để nè, nó hiển thị cái tên đúng không? Sau đó bắt đầu nó xóa đi. Nó khoảng trắng một khoảng, có nghĩa là gì? Mình để sau một giây á nó mới hiển, mới đọc cái nhiệt độ này một lần, không có, mình không có muốn nó đọc nhanh. Hiện tại là 11:842 đúng không? Nó không có đúng thì mình sẽ dùng ba nút ngắn để mình chỉnh nút này. Mod. Mà hiện tại là 9 giờ đúng không? Mình chỉnh lui lại thành 9 giờ. Giờ 40.
40 thì mình gì vậy? Nhắn giữ luôn cho tăng lên 40. Do cái con này mình mới mua về thôi nên nó chạy thời gian không có đúng như những gì mà mình thiết lập. Bây giờ mình phải thiết lập cho lại cho nó 40 8 39 40. Rồi, dây thì khoảng là mấy ông thiết lập. Thứ thì hôm nay là thứ hai đúng không? Ngày 8 tháng 7. Mới đây mà sắp hết 1 năm nữa rồi các bạn. Đây là năm 2019. Rồi, thì nếu như mình đang chết như thế này nè, các bạn để sau 20 giây nó tự động nó tắt luôn, mình không cần phải tắt. À, để sau 20 giây nó tự động tắt. Bây giờ mình sẽ nói sơ về cái vấn đề này. Nếu như ở đây mình làm đồ án á, thì các bạn mua module này các bạn làm được. Nhưng mà khi các bạn làm mạch thực tế, ví dụ như những cái đồng hồ bự hay là những cái đồng hồ để bàn kiểu như thế này, nhưng mà các bạn dùng lâu dài á, thì các bạn nên mua cái loại IC giống như thế này. Và các bạn nên mua cái loại rẻ nhất là 11.000. Hoặc là các bạn có tiền thì các bạn mua loại 55.000, nó sẽ tốt hơn. Còn những cái loại như thế này nó đọc về sai số rất là lớn nha các bạn. Các bạn chỉ cần cắm 2 ngày là nó ra sai số mấy chục giây rồi. Và sai số đó không cho phép khi các bạn sử dụng thực tế nha. Các bạn phải lưu ý như vậy. Hay là các bạn nào muốn làm đề tài, những cái đề tài thực tế mà không chỉ mà mình sử dụng mà mình bán cho người ta, thì cũng lưu ý là không bao giờ nên dùng con này. Mình khuyên là các bạn như vậy. Các bạn nên dùng một cái con IC và các bạn mua loại tốt để đảm bảo cái giá trị cho khách hàng. Những cái đề tài này hay được làm lắm các bạn. Rồi do mình lấy ra cái nó bị reset lại rồi chưa? Đây mình gỡ ra cái nó reset lại. Để hôm nào mình sẽ hàng lại cái thằng này đã. Rồi thì video này nó mức độ đề tài này á, thì các bạn có thể làm đồ án môn học, đồ án 1, đồ án 2 là ok. Thậm chí có nhiều trường mình thấy nó còn làm đồ án tốt nghiệp được nữa. Nhưng mà đối với đồ án tốt nghiệp á, thì người ta sẽ dùng thêm cái báo thức này. Thường thường là thêm cái báo thức này nữa. Mới đồ án tốt nghiệp hoặc là hạn giờ để bật tắt thiết bị đó thì mới là đồ án tốt nghiệp được. Đó là một số trường người ta dễ nha. Chứ còn thường thường những cái trường khó là đồ án 2 là các bạn xin vẫn tốt rồi. Rồi thì nội dung của video này như vậy. Nếu như các bạn nào có nhu cầu làm đồ án hay là làm đề tài thực tế thì các bạn có thể liên hệ bên mình. Mọi thông tin mình sẽ để hết ở dưới phần mô tả của video cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.